Rồi anh chị ơi, và đây vàng đó 5% là anh chị. Dạ, một mặt hoa. Một mặt hoa nha. Đây là thuận. Rồi bên đây. À, tới bên đây. Anh chị, cũng một mặt hoa, thuận nhưng mà chất sâu hơn. Rất là đẹp nha anh chị. Đây. Rồi bên đây nữa anh chị. Đây. Chấp nghịch anh chị. Rất là nhiều cái tên về đen rô vàng đỏ chấp nghịch. Nhiều nhưng mà thật ra nó là vàng đỏ nghịch. Anh chị, còn một số cái tên trên thị trường hiện tại rất là nhiều nhưng mà vẫn khung hoa, đúng khung hoa này. Anh chị, đẹp quá anh chị ơi. Xin mến chào anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Lan Duy Phong. Anh chị, và trong video lần này cho em được phép được đeo khẩu trang để quay clip nha anh chị. Tại vì hiện tại là em đang đi đến vườn. Thì trong một số clip anh chị hỏi em về vấn đề tại sao lan không có Covid đâu, hay là sao mà đi quay lại đeo khẩu trang. Thì hiện tại anh chị là được ở Long An được di chuyển lại rồi, nhưng mà mình vẫn đảm bảo sức khỏe mình anh chị, bằng các biện pháp như 5K và trong đó có đeo khẩu trang. Thì từ di chuyển từ nơi này qua nơi khác thì tới vườn ta mình cũng phải lịch sự, không phải đeo khẩu trang, thì mong anh chị thông cảm giùm em vấn đề này nha. Và hôm nay anh chị, em mang đến cho anh chị, hiện tại em đang đứng tại đây một vườn, trong một trong những vườn đối tác rất là lâu năm bên em rồi anh chị. Đó là nhờ vườn đen rô chớp. Thì hiện tại anh chị, những cây đen rô vàng đỏ nha anh chị. Đây thì vàng đỏ hiện tại là một con dòng lan rất là nóng trên thị trường hiện tại anh chị. Đó thì màu sắc màu vàng màu đỏ rất là thu hút anh chị. Đây là một trong những cái khuôn hoa mà chấp thuận nè anh chị. Chấp thuận thì ở bên trong nó màu vàng và những cái sẹt anh chị, sẹt bên trong mà về ngoài màu đỏ. Và đây có điểm này, cái cánh nè, nếu mà nó hồng lên chút xíu anh chị, một số anh chị hiện tại gọi là cái vàng đỏ cầu thang anh chị, chính là nó từ cây vàng đỏ ra. Thì vàng đỏ anh chị thì những cái mầm cây con lên lúc nào cũng sẹt anh chị, thấy sẹt đẹp không. Hiện tại giá trị giao dịch của cây vàng đỏ này cũng rất là cao anh chị, so với trước đây. Bên đây đó anh chị, đây là cũng là vàng đỏ thuận luôn anh chị. Anh nha, anh chị thấy ở trong á thì nó cũng là màu vàng, bên ngoài nó cũng là màu đỏ. Tuy nhiên anh chị, nếu mà anh chị so sánh hai cái bên á thì cái màu đỏ này nó sẽ đậm hơn và nhiều hơn so với cây vàng đỏ nãy anh chị xem. Đây, vậy đâu. Và cũng là thuộc là vàng đỏ. Và bên trong màu vàng, bên ngoài màu đỏ là thuận, còn nghịch thì sao anh chị, nghịch ra đây. Qua này anh chị đi ha. Đây. Rất là nhiều vàng đỏ luôn anh chị. Đây, nghịch. Và được anh chị săn đón trên thị trường rất là nhiều. Và hiện tại cái chậu này theo em được biết là ra khoảng tầm hoa tầm 4 tới 5 lần rồi anh chị. Với khuôn hoa là nãy ngược lại, thay vì ở trong màu vàng ngoài màu đỏ thì cái này là màu đỏ ở ngoài màu vàng. Anh chị đó, nhìn rất là đẹp. Và hiện tại trên thị trường rất là nhiều cái tên về cái cây xuất phát, ví dụ sổ ở vườn nào thì vàng đỏ A hoặc là vàng đỏ B, nhưng mà khuôn hoa đó anh chị, nếu mà cùng chung một hoa đó là cây vàng đỏ nghịch anh nha. Rồi thì cái vàng đỏ nghịch này anh chị, ví dụ mà một hai lần á sổ ra anh nha, nó có thể là sổ lần đầu chớp vậy nhưng mà lần sau nó không chớp. Tuy nhiên là cái cây này là sổ rất là ổn định rồi. Thì sắp tới đây thì sẽ có một số cái kỳ mà để chia sẻ cho anh chị. So với một số thời gian qua thì cũng nhân cái clip mà lúc trước em quay cái vàng đỏ xưa thì nhiều câu hỏi đặt ra là cái cách trồng
cái vàng đỏ này nó có khác gì so với cái những cái dòng Range Rover bình thường hay không, thì sẵn đây em cũng xin chia sẻ luôn. Thì ở đây anh chị thấy là trồng cũng bằng vỏ thông bình thường theo giống như những cái cách mà em hướng dẫn anh chị thôi anh nha. Ở dưới thì có thể là vỏ thông to nè, vỏ thông to anh nha, và ở trên này thì là những vỏ thông nhuyễn nhỏ này nè để phát triển bộ rễ. Và anh chị chỉ cần cố định nó bằng cái cọng dây như cách em chỉ thôi thì nó sẽ cũng phát triển khá là tốt. Nhưng những chậu này đây nha, và ở trên thì anh chị có thể sử dụng là phân, một số loại phân tan chậm như loại dòng Saitama cũng rất là tốt nha anh chị. Và anh chị anh ra ở vườn này có rất một cây rất là đẹp anh chị đó anh ra, một dòng vàng đỏ anh chị, vàng đỏ sổ chưa ra mặt hoa, nhưng mà anh chị nhìn bộ lá nè cực kỳ đẹp luôn anh chị, thấy không, quá đỉnh luôn anh ra. Với những cái kẻ sọc này thì hy vọng là nó sẽ cho mặt hoa đẹp. Lá trước đây thì anh chị thấy lá kẻ viền á, viền vàng hay viền trắng là thường ha, giờ kẻ sọc rồi sọc đen luôn, cực kỳ đẹp, có mầm lên nè chị thấy đẹp đã không, thấy không. Rồi và thì ngày hôm nay á thì em cũng xin chia sẻ tại vườn này anh ra một số cái giống vàng đỏ mà chuẩn nguồn hoa anh ra, và đảm bảo cho anh chị bảo hành cho anh chị những cái mặt hoa là Dendro chớp vàng đỏ thuận anh ra. Thì ở đây thì sẽ có chậu này, chậu đầu tiên anh ra, tách ra hai hướng không, chậu số 1 bên đây là một hướng nè, đang lên một mầm anh ra, đây thêm một hướng nữa đang cũng đang lên một mầm luôn, coi như là hai hướng vậy, 1 2 3 4 anh ra, đây là chậu mã số 1 anh ra. Và anh chị vui lòng anh chị chuyển khoản trước giùm bên em sẽ gửi hàng anh ra, mã số 1. Rồi tiếp theo là mã số 2 anh ra, mã số 2 đây, đây là mã số 2. Mã số 2 bao gồm 1 thân này, 2 thân này, 3 thân và 4 thân ra, và cũng tách anh chị hai hướng, đây một hướng đang lên nè, đang lên một mầm, bên đây thêm một hướng nữa, 3 thân nè, đó cũng rất là tốt, rất là cây rất là khỏe nha. Đây là mã 2. Rồi tiếp theo là chậu mã 3. Đây, đây là chậu mã 3. Mã 3 bao gồm 1 thân nè, 2 thân nè, 3 thân nè. Đó, đây là chậu mã 3, 3 thân. Anh nha. Rồi, tiếp theo là chậu mã 4. Mã 4. Mã 4 bao gồm là 1 thân rất là lớn rồi, thêm 1 thân lên rất là lực. Đây là mã 4 nha anh chị. Thêm có mấy mã thôi anh chị. Rồi, đây là chậu mã 5. Mã 5 nè anh chị. Đó, đây là chậu mã 5, hiện tại là cũng đang mâm ra hai hướng này anh chị thấy không, 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân. Đây là chậu mã 5. Và cuối cùng, cuối cùng đây là mã 5 nha anh chị. Và cuối cùng là chậu mã 6. Rồi, chậu mã 6 đang hoa luôn. Chậu mã 6 này là chậu khủng nhất đang hoa. Bao gồm nè anh chị, anh chị thấy 1 thân bên đây đang lên một mầm. Đó, 1 thân một mầm, 2 thân nè, 3 thân nè, 4 thân. Chứ lại thêm một mầm đang lên rất là khỏe và cây đang chuẩn hoa luôn anh chị. Đó là bao gồm những cái mã như vậy anh chị. Và nếu mà đặt hàng thì anh chị cứ gọi về số đang xuất hiện trên màn hình, bên em sẽ cho nhân viên chụp hình lại cụ thể những cái cây của anh chị, gửi đến những cái cây tình trạng thế này nè. Em sẽ anh khi mà anh chuyển khoản em sẽ gửi cây và bảo hành cho anh chị mặt hoa trọn đời anh chị. Và nhân tiện ngày hôm nay có một cái cây mà chớp rất là sâu như cây bằng đó nãy á, em qua đó em cũng sẽ tách một cây để chia sẻ cùng anh chị luôn, để cho anh chị có thể là thứ nhất là chơi thỏa mãn đam mê hay là cái mặt hoa anh chị yêu thích, và cái dòng vàng đỏ hiện tại anh chị cũng có thể làm kinh tế được nha anh chị. Đối với những thân lên thì anh chị bán thôi mức giá vài triệu cũng rất là ok. Anh chị cứ vào những cái hội nhóm Dendro chớp thì giao dịch cây vàng đỏ hiện tại rất là nhiều luôn anh chị, đi thôi anh chị qua anh chị. Và cuối clip ngày hôm nay thì cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi rất là nhiều, giống như nãy những cái chậu mà em đã chia sẻ anh chị về cái mặt hoa cũng như là những cái giống. Thì hiện tại em đang có một chậu vàng đỏ anh chị, đây rất là khủng như thế này, hay nó cao vậy nè. Đó. Thì một chậu vậy á thì nó có cái mặt hoa anh chị nó chớp đậm hơn anh chị, đậm hơn rất là nhiều so với cái dòng vàng đỏ 5%. Anh chị thấy không? Đó, những cái sẹt này rất là đậm, nó sâu vô cái này nè. Sâu cái này nè, và có cây đang hoa luôn anh chị, vàng đỏ thuận. Thì hiện tại em có đang lên một cây anh chị trên thân anh chị. Thân một gang tay em, lá sọc rất là đẹp và rễ ra rất là khỏe. Thì một cây ngày hôm nay anh chị, em chia sẻ anh chị có một cây này duy nhất là với mức giá anh chị 3.500.000. Thì nếu anh chị nào thấy không có nhu cầu sưu tầm thì anh chị cứ liên hệ với em sẽ tách cái thân này ra thì về anh chị cầm lại đã mau hàng cho em ra. Một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều, mến chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe, bình an đối với gia đình của anh chị, và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube Hoa Lan Di Phong. Em sẽ trở lại với nhiều clip vô cùng hấp dẫn cùng nhiều mặt hoa anh chị, được anh chị đang
mong chờ tại kênh YouTube Thái Lan Duy Phong. Một lần nữa em cảm ơn anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại anh chị những clip lần sau trên YouTube Thái Lan Duy Phong. Xin chào anh chị ạ.